Damel cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi cắm tanh chiên câu cá tra sông và hồ dịch vụ nha các bạn. Có bạn đã yêu cầu mình làm mồi để câu cá tra. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một bài mồi câu cá tra của mình nha các bạn. Thành phần của chúng ta gồm có như sau nha các bạn. Đây là cắm tanh. Cắm cá các bạn, cắm tanh. Đây là cắm tanh nha, cắm tanh lại mà đậm đặc á, lại nặng nhất luôn có thể. Đây. Đây là cắm tanh. Đây là phần thứ hai. Đây là cắm cá tra 10 ly nha các bạn. Đó, đây là cắm cá tra 10 ly. Cái này là mình đã xay nhuyễn ra rồi. Nó sẽ được như thế này. Khi các bạn trộn mồi á, nó sẽ dễ ấy mồi hơn. Dễ mồi hơn nha các bạn. Bơ tường ngang. Bơ thực vật nha các bạn, bơ tường ngang. Cái này mình sẽ cho nó đi một muỗng nha các bạn, một muỗng bơ tường ngang nha. Cái nguyên liệu tiếp theo đó chính là đây là cái sữa bột nha bạn, sữa bột của em bé nè. Đó. Đây là cái sữa bột của em bé nha các bạn. Đó. Cận cảnh cho các bạn xem luôn nè. Cái này mình dùng chỉ có 2 muỗng thôi các bạn à. 2 muỗng nhỏ, muỗng cà phê nhỏ thôi. Ít thôi không cần nhiều. Nguyên liệu còn đây là nước. Không thể thiếu. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn trộn mồi cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị mình một cái thau như thế này. Đó. Xong rồi các bạn tiến hành bỏ cắm tanh ra cho mình. Các bạn câu bao nhiêu thì các bạn làm bấy nhiêu nha các bạn. Mình sẽ làm ít. Rồi. Đây là cám cá tra 10 ly nha. Viên 10 ly nha các bạn nha. Rồi bạn cũng tiến hành bỏ cái vô trong đây cho mình luôn. Buộc nó hơi chặt, mở nó hơi lâu tí. Rồi ok ra rồi. Cho bằng nhau luôn các bạn nè. Rồi. Còn đây là cái sữa bột của em bé nè. Mình sẽ cho vô đây luôn. Rồi. Rồi các bạn trộn đều lên. Các bạn thấy nó đơn giản các bạn. Nó chỉ có cắm tanh và cắm cá 10 ly, 10 ly hạt viên bằng tay cái các bạn. Các bạn sẽ nhuyễn ra nó sẽ được hiệu quả hơn và 2 muỗng sữa bột của em bé thôi. Và một ít bơ tường ngang với lại nước. Cái này mồi này trộn và câu liền luôn, câu tự nhiên và dịch vụ luôn các bạn à. Nó rẻ, chi phí nó rẻ mà đơn giản nhưng mà cái độ hiệu quả rất cao. Tại vì mình đã đi câu cá với cái bài mồi này rất là nhiều lần rồi và lên rất là nhiều cá tra. Mình câu hồ tự nhiên và ở ngoài suối với lại sông các bạn đều lên được cá tra hết nha các bạn nha. Và mình đã có thử đưa mồi này cho mấy bạn câu ở hồ dịch vụ rồi, cũng lên rất là nhiều cá tra. Lên cá tra to lắm các bạn nha, hàng khủng lắm à. Các bạn cùng với mình trải nghiệm thử cái bài mồi này nha các bạn. Mình thì mình đã test lên được cá tra rồi,
Còn các bạn cũng làm theo và cũng đi câu thử nha các bạn. Xem thử coi chỗ các bạn coi có thích hợp với cái bài mùa này của mình hay không. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chế nước vô nha. Đây là nước nè. Các bạn ra ngoài điểm câu á, bạn lấy nước tại điểm câu mình trộn mùa nó sẽ được ok hơn. Mình thì hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ trộn ở nhà nha các bạn. Đó, mình chế nước vô. Mình chế chút ít nha các bạn. Kẻo mùa ta nó bị nhão quá. Các bạn quay đều lên nè. Mồi này thì các bạn câu xong thì bao đá mồi cho các bạn luôn. Tại vì mồi này chúng ta là toàn là những cái trước cái dính không à, rất là cao. Đó. Thì vậy các bạn đừng có nên sợ mồi chúng ta nó bị nhão hay là bị gì hết. Đó. Các bạn cứ yên tâm luôn. Yên tâm luôn. Câu thoải mái luôn, không sợ bị đá mồi đâu nha các bạn. Các bạn bóp càng nhiều thì mồi chúng ta nó càng dẻo. Đó. Bạn bóp nhiều lên nè. Đó, nè. Mồi chúng ta nó có độ dính gọi là dính bở các bạn nè. Nó có độ dính bở rất là cao luôn nè. Các bạn bóp càng nhiều thì nó càng dẻo. Nè. Bạn nha, không phải là nó dính chắc đâu nha các bạn. Mà gọi là nó dính bở nè. Mình quay gần lại cho bạn xem nè. Đó. Thấy không? Mà ông ta nó có cái màu sắc rất là đẹp luôn nè. Nó có nâu nâu rồi chấm chấm vàng, chấm trắng rồi. Nó đẹp lắm các bạn nè. Mà cái lên cái mùi của nó là cực kỳ đặc biệt luôn. Nó một cái mùi tanh nhẹ, tanh tanh thơm nhẹ. Có độ hăng 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 rất là cao luôn. Đó. Tại vì các bạn cũng biết là cái con cá tra thì nó rất thích ăn cái mùi tanh hăng. Đó, tanh hăng. Cứ có mùi tanh hăng là nó thích nó khoái à. Vì vậy hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bài mồi chiên câu, bài mồi cắm tanh chiên câu cá tra này thì đúng bài luôn rồi các bạn à. Các bạn nào mà chỗ nào bạn mà có nhiều cá tra thả thả cái bài mồi này xuống thì chỉ có cá tra ăn thôi. Chứ không có cá khác. Đó. Mình đảm bảo các bạn đi câu bài mồi này mình 100% lên cá luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cho bơ tượng an vô nha các bạn. Đây, bơ tượng an nè. Nguyên liệu cuối cùng. Đó. Thì mình sẽ cho đi đây hai lóng nha. Nè. Hai lóng bơ nhỏ. Hai lóng tay nhỏ nè, đó. Hai lóng nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn bóp cho nó đều luôn. Tại vì bây giờ là mùa này nó trở nên lạnh rồi. Nên các bạn đi câu, các bạn nên nhớ là trộn mùi cho nó tanh tanh một chút nha các bạn. Cái độ của nó càng tanh thì càng nhiều thì nó càng tốt, nó càng hiệu quả. Tại vì bây giờ nó lạnh rồi. Thì các bạn cũng biết là trời nắng thì cá nó sẽ ăn mùi khét, thơm khét. Còn cái trời 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 mưa á nó sẽ ăn cái mùi tanh. Và trời các bạn đi câu mà trời mà nó không có nắng á thì các bạn sẽ nên câu mùi chua tanh nhiều. Đó. Hiện tại bây giờ là đang trong cái mùa lạnh. Vì vậy các bạn kết hợp mùi tanh cộng với lại mùi chua. Đó, hai cái vị nó kết hợp lại với nhau. Đó. Nó sẽ cho chúng ta ra một cái bài mồi rất là chuẩn để chúng ta câu cá chấm mắm rất là hiệu quả cho cái mùa lạnh này. Thì bây giờ nó cũng sắp đến đến Tết rồi. Đó, các bạn câu cá thì qua Tết thì câu cá nó sẽ được ok và hiệu quả hơn. So với cái trong chưa qua Tết này. Các bạn mà đi câu cá mà được hiệu quả nhất là chỉ có trong gần gần Tết á, hai mấy Tết á, từ ngày 20 á đến ngày mùng 1 Tết á. Đó, lúc đó là các bạn câu cá thì bao lên cá lớn luôn. Thích anh em săn hàng thoải mái. Các bạn thấy không? Bây giờ mồi chúng ta các bạn càng bóp nè, bằng dùng tay nè, bóp càng nhiều á thì nó càng dẻo. Nha các bạn. Nè. Đó, nè. Bóp càng nhiều á, mồi người ta càng dẻo.
Bạn thấy không? Nè. Có ngay một mồi chiên mồi cắm tanh. Đó. Đây là mồi cắm tanh thôi. Chiên câu cá tra cho các bạn ở đó. Theo cho các bạn yêu cầu rồi. Ok. Các bạn xem video, nếu thấy video này của mình hay cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.